Chết xe ngày đầu tiên chạy bằng xe hai bánh tới trường nha, ngày 17 tháng 12 2021. Chết xe ngày đầu tiên chạy bằng xe hai bánh tới trường nha, ngày 17 tháng 12 2021. Đó. Tới trường rồi. Tới trường của Chết xe rồi. Sáng sớm 6 giờ 10. Rồi bây giờ vô luôn hả? Dạ vô khai báo y tế gì đó. Họ dẫn xe vô hay gì đó, ba không biết trường con có cho chạy không. Rồi. Hả? Thì con cứ vô nếu mà bắt cái bay tới thì dừng lại, bay tới ừ, rồi. Thế nào? Bay, có ba anh ba cho thêm tiền. Ngày đầu đi học chạy về tới nhà luôn, từ trường về tới nhà. Hồi sáng là từ nhà đi tới trường, giỏi quá ha, cho 10 điểm. Ủa em Vân kìa, hello em Vân. Không có hả? Tại chợ ngay cửa. Trời. Này ơi cháu ơi, đâu mẹ kìa, rồi đi đi lấy.